Xin chào các bác, xin chào anh chị và các bạn. Rất là vui lại được nói chuyện với các bác, anh chị và các bạn ở trong một cái video hôm nay của kênh Lan TV các bác nhé. Một giò phi điệp, một cây lan mà bị bỏ rơi ở trong cái thời mà nó đúng ra là nếu như mà nó vẫn sốt lan thì có vẻ cây lan này thì giá trị của nó cao lắm, nhưng mà khi mà ở trên đường mà đi giao dịch thì cái thị trường lan nó bị sập, nó sập ngay ở trên xe có nghĩa là cái người mà đi giao dịch lan thì họ nghe được cái thông tin là lan thị trường lan sập, có nghĩa là không giao dịch nữa, thì họ bỏ lại nhà xe, ở lại một cái nhà xe, và sau đó thì ông chủ nhà xe đã đưa cho mình một cái gọi là một cái dùng chính xác là một cái thân lan nó khô khốc như thế này các bác này đó. Rồi sau đó thì mình đã mang về và để ở ngoài bờ rào. Sau khoảng độ năm nay là chắc là năm thứ 3, thứ 4 gì rồi các bác. Thì cái này thì mình đã chia sẻ cho một vài người nữa. Và sau đó thì còn lại mình trồng và treo nó ngoài vườn. Cứ tưới nước thôi, chăm chỉ tưới nước. Một chút phân nhẹ nhẹ thôi. Cũng trồng bài bản và cứ hàng năm thì nó cho bông rất là đẹp, và thậm chí là thân rất là nhiều, những cái thân gọi là mầm gốc rất là đẹp các bác nhá. Năm nay thì cũng vừa là có mầm gốc, vừa có thân rất là đẹp, và nó chỗ hoa cũng rất là nhiều, mặt bông của nó đây các bác này. Thì quan điểm của em Nam đó là lan gì cũng đẹp, có nghĩa là khi mà mình trồng được một cái cây lan, có một cái chậu lan mà mình chơi mà mình cảm thấy vui là nó đẹp các bác nhá. Nó khi mình vui là thấy đẹp. Nó mang lại cho mình một cái cảm xúc gọi là thăng hoa, cảm thấy mình có một cái tâm thái rất là thoải mái, và thậm chí mình cảm thấy hài lòng, thì đó là một cái bông lan đẹp các bác. Nó đẹp ở cái chỗ là do chính mình mang cái cây lan, một cái cây lan mà họ là cái người mà họ chỉ có mang cái tâm lý là mang cây lan để giao dịch, và họ nghĩ rằng là cái lan nó có giá trị và sẽ mang lại lợi nhuận nhiều tiền. Nhưng mà khi mà cái cây lan mà nó bị gọi là người ta nói là không giao dịch, tức là giao dịch không thành công, thì họ bỏ, và họ bỏ ngay ở trên cái chiếc xe. Và khi đó thì mình nhặt về để mình dùng cái từ nhặt về thì cũng không phải, nhưng mà cái nhà xe họ dọn xe xong đó thì họ đưa cho mình. Mình về mình nhân giống ra bằng cách là cũng trồng một cách thuận thiên, treo ở ngoài bờ, ngoài cây tươi xanh các bác. Thì sau mùa mưa thì nó trổ ra những nó ra những cái thân rất là đẹp, và sau đó thì mình nhân giống. Và bản chất của lan rừng thì các bạn anh chị các bạn biết rồi ha, nó rất là mạnh mẽ, và chỉ cần cho nó một cái môi trường thuận lợi thôi, có đủ một chút giá thể này, có một chút ánh sáng, nước, và thậm chí là sau này thì mình trồng trong một chậu thì có một cái môi trường tốt hơn, mình có một chút phân nữa thì nó rất là đẹp. Và cái kết quả thì như các bác, anh chị và các bạn thấy rồi đúng không, một cái cây lan rất đẹp, thậm chí là hoàn toàn không dùng phân, không dùng thuốc, và không dùng bất kể một cái gọi là chống thối nọ kia kích thước gì hết, mà nó vẫn trổ hoa rất là đẹp. Và đây là thật sự thì mình thấy đó là một cái kết quả mà gọi là theo đúng nghĩa đó là nó đẹp ở trong lòng người chơi lan. Mình hiểu về cái giá trị, có nghĩa là mình lấy lại giá trị cho nó. Đúng ra là nó phải được là làm giàu cho một cái ông chủ nào đó, đúng không? Mang lại tiền bạc ông chủ nào đó, nhưng mà sau khi mà không đạt được cái mục đích của người ta thì họ đã bỏ đi, và mình thì mình mang về mình nhân giống, mà mình cũng không nghĩ được là nó phát triển rất là mạnh, nó rất là nhiều kỳ. Đây là nó cũng được một cái thân lan mà nó gầy, có nghĩa là nó bị trơ trọi lá, mà nghe nói là nó gọi là người ta gọi là xanh chạch. Sau đó thì mình về mình nhân giống theo đúng kiểu như là nhân giống lan rừng, và cái kết quả nó ra thế này rất là đẹp.
Và bây giờ thì như các bác anh chị các bạn thấy không còn nhiều những cái video, những cái truyền thông và những cái vụ gọi là giao dịch nữa ha. Không còn ai nói đến, nhắc đến cái chuyện là giao dịch lan, không còn ai nhắc đến chuyện là đầu tư lan, và cũng không còn ai nói đến cái gọi bảo tồn nhân giống gen nọ gen kia, đúng không? Và thậm chí là không còn ai nói chuyện đến cái việc mà gọi là có những cái có những cái cuộc mà đi những cái chuyến mà đi gọi làm từ thiện của hội anh em chơi lan nữa, và cũng không còn những cái gọi là những cái lời hay mỹ miều về lan nữa. Thì mình là cái người mà lại làm những cái video, mình cũng không có bao giờ có ý tưởng là cũng như vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là mình thì có một cái hành động, đó là mình đã cầm cái cây lan. Hồi đấy thì nó cũng như thế này các bác này. Đấy, thì mình chỉ biết được là khi mà cái người mà cho mình cái cây lan này thì họ cũng không biết, là họ chỉ thấy nó không có lá, và họ đưa cho mình và mình về mình trồng, rồi sau đó thì nó chỉ ra những cái mầm và mình nhân giống nó ra thế này, và cái kết quả như thế này. Mình chỉ biết là mang lại cái sự sống cho một cái cây mà mình bị một cái cây lan mà bị bỏ rơi, và trước đó thì mình cũng không biết là nó là như thế nào. Nhưng mà khi trồng ra thì như các bác biết rồi, đúng không? Thấy rồi, đúng là một cái cây phi điệp rất là bình thường thôi ha. Nhưng mà cái thời mà nó nóng sốt và khi mà nó được thổi giá đẩy giá, thì những cái cây lan mà họ khi mà họ đã có cái khi người ta nhìn có thể là khi cái người chủ trước họ nhìn thấy, họ coi rằng nó là gọi là xanh chạch, và cái xanh chạch đó là nó thể hiện cho cái gọi là có dấu hiệu của cái sự mà đột biến. Nhưng mà các bác thấy cái kết là không phải, đúng không? Mình thì mình không có quan, khi mình chơi thì mình không có quan niệm là cái chuyện đột biến không đột biến, cái giá trị hay là không giá trị, mà mình chỉ có nghĩ là mình sẽ trồng được một cái cây lan phát triển tốt, và chờ một cái ngày nào đó hạnh phúc là chờ đợi, đó là có nghĩa là chờ đợi sau cái này là nó phải cần là 4 năm rồi các bác, 3 năm, hơn 3 năm, rất là lâu rồi. Từ cái thời mà sốt lan ấy, cái dịp đầu đó là họ đã bỏ đi rồi, đó. Sau này nó có một đợt sốt nữa. Nhưng mà mình cứ trồng thôi, mình cứ trồng, mình cứ chơi, và mình cứ treo ở ngoài vườn các bác, ở treo trên một cái cây xanh, ở dưới một cái tán cây xanh đó, và nó phát triển rất là đều, cũng rất là đẹp, mà những cái mầm gốc cực kỳ mập, không hề có nhiều phân đâu, mình chỉ bỏ một chút xíu phân dê ở bên dưới này, và sau này cũng có một cái gói phân lan, đó. Họ đều, và đặc biệt là bây giờ thì một cái chậu lan mà kiểu như là tác phẩm thì các bác, mình thì cũng không gọi đây là tác phẩm, nhưng mà cây có lá đều đẹp, mầm gốc đều, và trong khi đó thì nó có những cái bông hoa, rồi những cái số lượng hoa nó cũng không quá nhiều nhưng mà cũng không phải là ít, rồi lá xanh xen lẫn hoa, nó đặc trưng là nó ở trong chậu và nó phục vụ cho cái việc thú chơi, gọi là đơn thuần của một cái người chơi lan không biết gì. Đó là một trong những cái mà niềm vui rồi các bác. Thì mình cảm thấy vui rằng mỗi ngày mình thức dậy thì được ngắm cây lan do chính mình chơi, và cái quan trọng nhất đó là nó không mệt mỏi ở cái chỗ là mình không có áp lực về cái chuyện mà nó phải đẹp mà theo cái cách gọi là kiểu là phải là gọi lan đột biến này hả, không phải là lan đột biến, và cũng không phải nặng nề vào cái chuyện là nó mang lại cái giá trị về tiền bạc có nha, giá trị tinh thần là quan trọng nhất, và cái quan trọng đó là mình có cơ hội và đã trồng lên một cái cây lan rừng mà khi người ta muốn bỏ rơi, và mình đã trồng cho nó thành một cái chậu hoa rất là đẹp, và như các bác thấy là nó rất là nhiều thân, đúng không? Nó có thể phát triển cực kỳ mạnh thành cả vườn lan nếu như chúng ta mà có thời gian hoặc là có cái không gian, thậm chí là chúng ta có công đầu tư về cái việc mà nhân giống thì nó rất là dễ, đúng không? Thay bằng cái việc mà có những cái lời nói và những cái truyền thông mỹ miều và cái việc mà gọi là bảo tồn nhân giống gen, rồi làm từ thiện ở cái khu vực gọi là hay đến để khai thác lan nọ kia thì thật sự là mình không có ý tưởng đấy, nhưng mà thực sự là đó mình đã từng nghe và từng đọc những cái thông tin như vậy, thì cũng rất là mong các bác anh chị các bạn thì dẫu sao
thì lan là một trong những cái cây mà gọi là cái thú chơi của những cái người gọi là rất là tinh tế, không phải ai cũng có thời gian, không phải ai cũng có cái điều kiện mà để trồng, mà để chăm sóc và có đủ kiên nhẫn để sau 3, 4, 5, thậm chí là nhiều năm để có những cái chậu lan, và thậm chí là rất là nhiều năm sau đó thì có những cái tác phẩm lan rồi chờ nó trổ hoa, và chỉ được khoảng độ 5-10 ngày thôi, đúng không? Dùng là sớm nở tối tàn. Thì thay vào cái việc mà có nhiều người mà chơi lan thì bỏ chơi lan rừng nó nhanh tàn thì chơi lan đen ru cho nó bền. Thì đó là một trong những cái mà chúng ta gọi là lan gì cũng đẹp, cũng là đẹp ở trong cái chỗ là cái thú của mình thôi ha các bác nhá. Đẹp ở cái chỗ là mình sau như bao nhiêu năm chờ đợi thì mình đạt đến một cái, mình đạt đến một cái kết quả, đó là trổ bông ha. Và đặc biệt đó là mình đã thành công trong cái việc mà cứu một cái cây lan, hoặc những cái thân lan rất là các bác tưởng tượng là nó như thế này, hoặc là những cái cây ngày khô nó khô như thế này, mình về để cho nó ra mầm và nó thành nhiều những cái chậu lan khác. Thì đấy là một trong những cái mà mình cảm thấy là rất là vui, và cái vẻ đẹp nó đến từ đó các bác nhé. Và xin chào và kính chúc các bác có một ngày sức khỏe và tràn đầy niềm vui. Nếu như các bác mà có cái quan điểm như thế nào về cái phong cách chơi lan và cái niềm vui của các bác hàng ngày mà khi mà chơi những cái bộ môn nào đó mà các bác được ngắm hoa ngắm lan thì như thế nào, và em Năm nhắc lại là không phải ai cũng có tâm thái, và không phải có ai cũng có cái gọi là cái một cái chút không gian mà để ngắm và thưởng thức cái cây lan, mà cảm nhận được cái độ đẹp và cái độ kiên trì để mà để trồng những cái cây lan như vậy thôi. Cây lan mà nó có hoa như vậy đâu các bác nhá. Đấy, thì chúng ta bởi vì chúng ta còn đang còn phải bận rộn đúng không, làm ăn kinh tế này, chạy đua quyền lực rồi đủ mọi thứ ha. Nói là nói như vậy thôi, nhưng mà mình gọi là nho xanh, mình không làm được thì mình gọi là nho xanh, nhưng mà thực tế thì nó đẹp là như vậy đó các bác. Đẹp ở cái chỗ là mình đã làm được cái việc mà nhiều người chưa làm được đâu, chưa làm được đấy các bác, đúng không? Có thể là họ sẽ bảo là nó không còn giá trị nữa, họ không làm, nhưng mà mình làm được, đó là cái đẹp đấy các bác. Cảm ơn và kính chúc các bác một ngày có nhiều sức khỏe và tràn đầy niềm vui nhé. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.